Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Amen. Lời Chúa luôn luôn mới cho chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta sẽ cùng nhau mở trong Khải Huyền bài đoạn 2. Chúng ta sẽ có những câu kinh thánh ở đây từ câu 25 đến câu 29 mà chúng ta cùng đọc và chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa. Tuy nhiên các con hãy giữ vững điều các con đang có cho tới khi ta đến. Người nào thắng và giữ các công việc của ta cho đến cuối cùng sẽ được ban thẩm quyền cai trị các nước. Người ấy sẽ chăn dắt họ bằng một cây gậy sắt và đập tan chúng như đồ gốm. Cũng như ta đã nhận y quyền đó nơi cha ta, ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các hội thánh. Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh dạy các hội thánh. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta học về y quyền của Đức Thánh Linh. Ai có tai hãy lắng nghe lời Đức Thánh Linh phán dạy các khổ thật. Làm theo thì chúng ta thấy những cái phép lạ đã xảy ra trên đời sống của mình. Mọi nan đề được giải quyết bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Khi Thánh Linh phán dạy thì đó là y quyền. Amen. Khi Thánh Linh phán với ai đó thì Ngài sẽ hành động và làm phép lạ cho người ấy khi người ấy tin và bước đi, tin và hành động và công bố ra thì phép lạ xảy ra. Cảm ơn Chúa. Có một câu chuyện trong Kinh Thánh rất là đặc biệt và hình như là ai cũng có thể biết rồi. Câu chuyện đó là câu chuyện của thầy đội. Thế bạn chị em nhớ mà. Ông thầy đội mời Chúa Giêsu đến để chữa lành đầy tớ khiếp nghĩa của mình, nhưng mà Chúa đi thì ông nói rằng là tôi không xứng đáng rước Ngài vào nhà. Nhưng mà Ngài chỉ có phát một lời thì đầy tớ của tôi được lành, bởi vì tôi dưới quyền của cấp chỉ huy tôi, còn dưới tôi thì có những người lính ở dưới tôi. Tôi bảo nó đi thì nó đi, bảo nó đứng thì nó đứng, bảo nó làm thì nó làm. Ở đây chúng ta nhìn thấy được một câu chuyện nói về một y quyền. Ông là người thầy đội, là y quyền trong quân đội. Mà y quyền trong quân đội rất là mạnh mẽ và không ai được chống đối. Y quyền từ cấp trên bảo xuống, biểu làm, biểu đi là đi, chứ không có cãi lại. Và đó là y quyền trong quân đội. Ông ngụ ý nói với Chúa Giêsu rằng là tôi có y quyền trên lính của tôi. Tôi bảo nó làm, tôi bảo nó đi, tôi bảo nó đứng thì nó phải tuân theo. Nhưng mà thật sự tôi không có quyền trên bệnh tật, tôi không có quyền trên ma quỷ. Nhưng mà Ngài có quyền đó. Ngài chỉ phán một lời thì đầy tớ của tôi được lành. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu có một y quyền rất lớn. Đó là y quyền Ngài giáng có băng, Ngài chữa lành, Ngài đuổi quỷ. Và chúng ta thấy cái y quyền đó Ngài có từ khi nào? Khi Chúa Giêsu được bắt lên và các thánh của Đức Chúa Trời ngự trên Ngài bằng chim bồ câu, Ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và sau đó tiếp tục chút xíu đó là Thánh Linh đưa Chúa Giêsu vào đồng vắng chịu ma quỷ cám dỗ. Đây là Ngài thể hiện ý quyền trên Chúa Giêsu. Chúa Thánh Linh sai Chúa Giêsu vào đồng vắng để chịu ma quỷ cám dỗ. Chúa Giêsu trở về đầy dẫy Đức Thánh Linh và Chúa Giêsu đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh. Và Ngài tuyên bố rằng thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài sức dầu cho ta đặt giảm tin lành cho người nghèo khổ. Rồi Ngài đã sai ta đến cho kẻ tù ra khỏi tù, kẻ mù lòa được sáng mắt, kẻ áp bức được giải phóng, và
công bố năm thi âm của Chúa. Như vậy để chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu nhận uy quyền từ nơi thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Chúa Giêsu giảng thì người ta nói rằng Ngài giảng có uy quyền chứ không phải như người Pharisee và thầy thông giáo. Bởi vì Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh, Chúa Giêsu đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh, nên Ngài giảng có quyền năng, Ngài giảng mà người ta cảm nhận được có một uy quyền rất lớn. Bởi vì Ngài nói ra thì quỷ nó chạy, Ngài nói ra thì bệnh tật nó phải lùi. Và cảm ơn Chúa, uy quyền đó từ Đức Thánh Linh. Amen. Cảm ơn Chúa. Và Chúa Giêsu đến và Chúa Giêsu nói với cái hội thánh Thyatira rằng là người nào thắng và giữ công việc ta cho đến cuối cùng sẽ được ta ban cái thẩm quyền cai trị các nước. Người nào thắng và giữ các công việc ta cho đến cuối cùng. À, công việc của ta, đó là lời của Chúa Giêsu phán dạy. Công việc của Ngài là giảng phúc âm, chữa lành, đuổi quỷ và giải phóng những con người ra khỏi nô lệ của Satan để đem đến sự tự do, giải phóng ra khỏi nô lệ của tội lỗi mà đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, giải phóng những con người bệnh tật, ốm đau, những người bị quỷ ám, tất cả phải ra khỏi để họ có thể trở thành người tự do và làm con của Đức Chúa Trời. Đó là một cái sự tự do vô cùng lớn lao tuyệt vời nhất. Bởi vì thế giới này loài người ở trong sự nô lệ của ma quỷ và trở thành những con người ở trong cái sự đau khổ là địa ngục trần gian, nhưng mà Ngài giải phóng để đem con người trở thành con của Đức Chúa Trời và hưởng gia tài mà Đức Chúa Trời ban cho. Amen. Tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu đã được tự do rồi và không còn bị nô lệ cho bất cứ thứ gì cả. Amen. Ngày hôm nay chúng ta còn nô lệ cho cái gì không? Thì lúc chúng ta nô lệ cho xác thịt, đúng không? Còn nô lệ cho tội lỗi nữa, phạm tội này là tội kia nữa. Chúng ta nô lệ cho tiền bạc, nô lệ cho công việc của chúng ta. Ôi, chúng ta nô lệ đủ mọi thứ phải không? Người thì nô lệ cho rượu, người nô lệ cho cờ bạc, người nô lệ cho ma túy, nô lệ rất là nhiều thứ. Nên chúng ta cần phải hiểu được chức vụ của chúng ta và chúng ta phải ra khỏi. Amen. Vì Chúa Giêsu đã công bố cách đây 2000 năm rồi. Chúng ta không còn nô lệ cho bất cứ thứ gì nữa. Chúng ta được tự do. Và giữ công việc của ta cho đến cuối cùng. À, ta sẽ ban cái thẩm quyền cai trị các nước. Chúng ta biết được cái tương lai của chúng ta. Khi chúng ta giữ được cái chức vụ của chúng ta là nhân chứng cho Chúa Giêsu thì tương lai chúng ta sẽ có cái quyền cai trị các nước. Chúng ta đồng trị với Chúa Giêsu trong ngày ấy, đó là ngàn năm bình an hàng trong tương lai trong cõi đời đó. Cảm ơn Chúa. Chúa nói rằng là cũng như ta đã nhận y quyền đó nơi cha ta, ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các hội thánh. Ai có tai hãy lắng nghe lời của Thánh Linh phán dạy các hội thánh. Như vậy là hội thánh được Thánh Linh phán dạy, mà Thánh Linh phán dạy cho hội thánh có nghĩa rằng là Ngài lãnh đạo hội thánh. Ngài luôn luôn phán dạy hội thánh để hội thánh có thể lắng nghe tiếng phán của Chúa và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Nếu hội thánh được Thánh Linh phán dạy thì chúng ta thấy có vui sướng không? Một Đức Chúa Trời, Thánh Linh là Đức Chúa Trời, Ngài phán dạy đời sống của chúng ta. Như vậy thì hội thánh thật sự có một địa vị rất cao quý, có một cái địa vị vô cùng quan trọng giữa thế gian mờ tối này. Hội thánh của Đức Chúa Trời là hội thánh thể nhận lời của Đức Chúa Trời qua Thánh Linh của Ngài. Amen. Để phán phát cho người khác. Và Chúa nhắc rằng ai có tai mà nghe hãy lắng nghe. Ai nấy chúng ta đều có tai hết không? Chúng ta có nghe được Thánh Linh phán dạy không? Thánh Linh sẽ phán dạy trực tiếp đời sống của chúng ta khi chúng ta ở trong nhiều hoàn cảnh. Chúng ta có mối phong công với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói chuyện với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta bày tỏ với Thánh Linh những nan đề trong cuộc sống của chúng ta.
rất là nhiều lần. Thánh Linh phán dạy tôi khi tôi nói chuyện với Thánh Linh Đức Chúa Trời. Khi tôi không có bài giảng, tôi nói Thánh Linh ơi, con phải giảng gì? Thì Thánh Linh phán với tôi bài giảng cho đám tang, bài giảng cho đám cưới, bài giảng cho nhà mới, rất là nhiều bài giảng. Mỗi lần khi tôi không có bài giảng hay là tôi nói với Chúa rằng là Chúa ơi, bài giảng về nhà mới thì giảng nhiều lắm rồi, bài giảng đám tang cũng giảng nhiều lắm rồi, đám cưới cũng giảng nhiều lắm rồi, mà bây giờ con không biết giảng cái gì nữa, con muốn lặp đi lặp lại nhiều lần. Bà Thánh Linh phán dạy bảo giảng cái gì thì tôi amen vâng phục và giảng theo như Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ. Amen. Hội thánh có Thánh Linh lãnh đạo, hội thánh có Thánh Linh phán dạy là hội thánh sống. Amen. Hội thánh đầy dạy quyền năng. Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn luôn phán dạy hội thánh của Chúa. Và hội thánh của Chúa, chúng ta nhớ rằng hội thánh là được Chúa Giêsu mua chuộc bằng huyết của Ngài. Chúa Giêsu đã thiết lập hội thánh của Chúa, và Thánh Linh là đấng lãnh đạo và đấng thiết lập hội thánh của Chúa trong công vụ các sứ đồ, trong hội thánh đầu tiên, và Ngài lãnh đạo hoàn toàn hội thánh của Chúa. Chúa Giêsu đến và Ngài không nói rằng là ai có tai mà nghe hãy nghe ta phán, hay là ai có tai mà nghe hãy nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, nhưng mà Ngài phán rằng ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán. Đức Thánh Linh phán với hội thánh, và Đức Thánh Linh có ưu quyền với hội thánh là đấng lãnh đạo hội thánh, và hội thánh phải vâng lời Đức Thánh Linh. Amen. Phải vâng lời Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể nào chống lại Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẵn sàng vâng lời Đức Thánh Linh không? Amen. Chúng ta có lắng nghe lời của Đức Thánh Linh phán dạy không? Hãy nói với người bên cạnh là bạn phải nghe lời Đức Thánh Linh. Bạn phải vâng lời Đức Thánh Linh. Và hãy nghe được lời Thánh Linh phán dạy. Amen. Đức Thánh Linh sẽ phán dạy qua mục sư. Amen. Đức Thánh Linh sẽ phán dạy qua giáo sư. Amen. Đức Thánh Linh sẽ phán dạy qua những người được ơn nó tiên tri và rất là nhiều ân tứ, và Thánh Linh của Chúa sẽ phán dạy qua tất cả chúng ta là những người trong hội thánh của Chúa. Amen. Như vậy là trong hội thánh của Chúa có những cái uy quyền mà Đức Thánh Linh bày tỏ trong công vụ đoạn 20 câu 28 nói gì chúng ta nhớ không? Hãy giữ mình. Đây là nói với các mục sư. Hãy giữ mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh lập anh em làm kẻ coi sóc. Đức Thánh Linh lập anh em làm kẻ coi sóc. Đức Thánh Linh lập anh em là mục sư, là chắc bầy hậu thánh của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh lập anh em là một nhóm nhỏ, có hai những nhóm nhỏ. Đức Thánh Linh lập anh chị em, có hai những bầy nhỏ. Và Ngài nói rằng là hãy giữ mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh lập anh em làm kẻ coi sóc. Đức Thánh Linh lập anh em làm kẻ coi sóc có nghĩa là Đức Thánh Linh có quyền trên hội thánh của Ngài. Lập người này làm mục sư, lập người này làm giáo sư, lập người này làm sứ đồ, lập tiên tri của Đức Chúa Trời, lập người này làm có việc này có việc khác, và tất cả trong hội thánh đời chi thể trong thân đều có ơn mà Chúa ban cho hội thánh của Ngài. Amen. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Có người nói rằng là tôi chỉ cần Thánh Linh không à, tôi chỉ có Thánh Linh là đủ, không cần nghe ai hết. Có người nói như vậy. Và tôi thấy có những con người đó đã ra khỏi hội thánh của Chúa. Họ kiêu ngạo và họ không muốn dưới sự lãnh đạo của con người, mà con người đó là được Thánh Linh lập để coi sóc hội thánh của Đức Chúa Trời, mà chính Chúa Giêsu đã mua chuộc bằng huyết của Ngài. Tất cả những con người chống lại lãnh đạo, tất cả những con người chống lại uy quyền mà Đức Thánh Linh thiết lập, cuối cùng rồi chết chóc, đau đớn, khổ sở và mất đi sự sống của Thánh Linh của Chúa Trời trong chính đời sống của mình, mà mang tai họa, mang cái sự khổ đau cho gia đình của mình. Anh em, anh chị em có nhìn thấy không? Tất cả những người chống lại lãnh đạo, tất cả những người chống lại uy quyền Thánh Linh thiết lập, hầu như họ không còn sự sống của Đức Thánh Linh, và gặp rất nhiều tai họa và rất nhiều khổ sở. Bởi vì không ai có thể bảo vệ họ được, không ai có thể dẫn dắt họ, che phủ họ, bởi vì ma quỷ có thể đánh phá bất cứ lúc nào, và ở trong cái sự khổ
nên chúng ta đầu phục Đức Thánh Linh là hãy đầu phục những người lãnh đạo mình. Amen. 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 Có nhiều người mà nó phạm đến người lãnh đạo, nó đụng đến người sức dầu của Chúa. Có những người đã chết rồi đấy. Những người bên ngoài rồi bên trong, bên ngoài đụng đến cũng chết. Chứ không có đơn giản chút. Chúng ta cần phải có hiểu điều này. Ở đây trong bảy hậu thánh mà Chúa mặc khải đây, cái hậu thánh đầu tiên là thánh Ê-phê-sô. Chúa nói rằng là người đã đánh mất tình yêu ban đầu. Amen. Người đã đánh mất tình yêu ban đầu. Bây giờ Chúa nói rằng ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán dạy các hậu thánh. Người nào thắng sẽ được ta ban cho trái cây sự sống ở thiên đàng của Đức Chúa Trời. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán dạy các hậu thánh. Hậu thánh Ê-phê-sô thiếu tình yêu ban đầu, hãy ăn năn và trở lại. Amen. Amen. Nếu chúng ta thiếu tình yêu ban đầu, ngày đầu tiên chúng ta yêu Chúa như thế nào? Ngày đầu tiên chúng ta được bắt tên Đức Thánh Linh, tình yêu của Đức Chúa Trời tràn đầy với chúng ta như thế nào? Thì chúng ta hãy trở lại tình yêu ban đầu. Amen. Amen. Hãy nói với chúng ta rằng Thánh Linh ơi, đầy tràn tình yêu của Ngài trong con, để con có thể tha thứ cho người khác, để con có thể chịu đựng người khác. Tình yêu thương tha thứ mọi sự, chịu đựng mọi sự, phải không? Chỉ tình yêu thương là lòng trọn luật pháp. Nên xin Chúa ban thêm tình yêu thương cho con, đầy tràn tình yêu thương cho con, để con có thể yêu Chúa và yêu người lắm. Chúng con yêu Chúa, chúng con yêu kẻ thù nghịch con nữa. Chúng con yêu Chúa, yêu anh em con. Và Chúa Giê-xu nói rằng là hãy yêu thương các bạn. Hãy yêu thương người ta đã yêu các ngươi như thế nào, hãy yêu anh em mình như thế ấy. Và ai yêu anh em mình thì đó là môn đệ của ta. Amen. Chúng ta còn yêu, không có tình yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà có sự sống mình. Chúa Giê-xu gọi những môn đồ là bạn hữu, và Chúa Giê-xu có sự sống mình cho họ. Amen. Có sự sống mình cho họ. Tình yêu thương đó là lớn nhất. Chúng ta hy sinh cho người khác và sẵn sàng tha thứ cho người khác, sẵn sàng chịu đựng người khác, và sẵn sàng giống như Chúa Giê-xu rằng xin cha tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Đó là tình yêu thương. Hãy trở lại với tình yêu ban đầu. Amen. Và làm cái hậu thánh xin mặt lơ thì điều gì xảy ra? Họ sợ hãi cái trong hoạn nạn. Họ sợ hãi cái trong hoạn nạn. Và chúng ta ta biết những hoạn nạn và sự bần cùng của con, nhưng thực ra con giàu có, và lời vu cáo của những kẻ tự xưng là người Do Thái thực ra họ không phải, nhưng chúng thuộc về hội đường của Satan. Con đừng sợ nhưng những đau khổ tao sắp phải chịu. Ngài quỷ vương sẽ tống ngục một số người của các con để thử các con, và các con sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Các con hãy trung tín cho đến chết thì ta sẽ ban cho con bảo triều của sự sống. Các hội thánh này thì họ sợ hãi trong những sự hoạn nạn, và Chúa nói là hoạn nạn nó sẽ đến mà con đừng có sợ. Và hãy biết được những điều đó, và đó là cái sự thử thách, nên mạnh mẽ lên và không sợ hãi. Chúng ta đầy dẫy tình yêu thương, và chúng ta cũng không có sợ hãi gì cả, bởi vì tình yêu thương thì không sợ hãi. Tình yêu thương thì gạt bỏ cái sự sợ hãi. Chúng ta có thể gặp hoạn nạn. Amen. Phải vậy không? Các ngươi sẽ gặp nhiều hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Amen. Cái hậu thánh này đẹp dâm là một cái hậu thánh như thế nào ở đây? Hậu thánh này dung túng cho Ba-la-an. Bởi vì chúng ta biết rằng Ba-la-an á được mua chuộc bằng tiền. Rồi Ba-la-an được Chúa bày tỏ, Chúa cảnh báo, và khi ông muốn rủa xả dân Israel thì lại chúc phước cho Israel. Nhưng mà ông có một kế hoạch tiếp tục kiếm tiền, đó là khiến cho những người nữ của Moab ra quyến dụ những người nam của Israel. Và làm cho dân Israel phạm tội tà dâm. Phạm tội tà dâm. Và họ phải chết mấy chục ngàn người. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời nổi giận bởi vì họ thờ lại hình tượng và phạm tội tà dâm. Đây là vấn đề của hội thánh đẹp gặp. Đó là điều mà Chúa cảnh báo. Ai có tai nghe hãy nghe
lời Đức Thánh Linh phán dạy các hậu thánh. Amen. Ngài phán dạy hậu thánh là các em là theo cái xu hướng của Ba-la-am, theo cái sự quyết định của Ba-la-am mà phạm tội thờ lại hình tượng ăn của cúng hình tượng và phạm tội tại nhân. Amen. Và đó là điều mà Chúa phán dạy qua hậu thánh. Chúng ta phải ra khỏi cái điều đó. Tết này chúng ta dễ dàng gặp rất là nhiều của cúng hình tượng, phải vậy không? Thế gian xung quanh chúng ta họ của cúng hình tượng mà thờ lại người chết, nhà nào cũng có bàn thờ hết. Nhưng mà người của Đức Chúa Trời, người được thánh hóa ra khỏi sự chết, thánh hóa ra khỏi những công việc chết, trở thành những người thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta đừng bao giờ đụng đến đồ của cúng hình tượng và phạm tội tà dâm. Của cúng hình tượng khi chúng ta ăn vào và nó cũng là tội tà dâm thuộc linh nữa, bởi vì chúng ta chối bỏ Đức Chúa Trời và thờ lại những cái hình tượng đó, rất là kinh khủng. Nên nó làm ô uế đời sống của chúng ta. Chúng ta đã được thánh hóa, chúng ta đã được rửa sạch rồi, linh hồn và thân thể chúng ta được sạch rồi, thì chúng ta không tên cái sự ô uế đó vào trong cuộc đời của mình nữa. Amen. Chúng ta làm được không ạ? Ai thấp thì sao? Amen. Chúa nói chúng ta rằng là ai có tai mà nghe lời Đức Thánh Linh phán dạy các hậu thánh, người nào thắng ta sẽ cho mana được dấu kỹ, ta sẽ cho người viên đá trắng, thì đã ấy có ghi một tên mới, ngoài người nhận nó không ai biết được. Amen. Ô tuyệt vời. Chúa nói rằng là người nào thắng ta sẽ cho mana, mana đã được dấu kỹ, ta sẽ cho viên đá trắng nữa, thầy đã ấy có khắc phục tên mới, ngoài người nhận thì không ai biết được. Ô, hãy thắng để nhận điều đó. Có nghĩa là chúng ta thắng hơn kế hoạch của Ba-la-am. Amen. Của lớn Ba-la-am là ăn của cúng thần tượng và phạm tội tà dâm. Ai thắng điều đó sẽ được mana dấu ký, sẽ được viên đá trắng, ngoài người nhận không ai biết được. Amen. Chúng ta muốn đến nhận viên đá trắng và mana dấu ký không? Ai thắng? Amen. Bởi vì Thánh Linh luôn luôn phán với họ rằng Thánh Linh phán với đẹp trâm là tội ăn đồ cúng hình tượng và tội tà dâm, và ai thắng thì được phần thưởng. Xin mẹ nơ, ai thắng thì được phần thưởng. Rồi Ephesians có bài ai thắng thì được phần thưởng. Amen. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ qua Thyatira. Thyatira thì điều gì xảy ra? Nhưng ta thì ta trách con vì con dung túng Jezabel, người đàn bà tự xưng mình là tiên tri, dạy dỗ lừa gạt các tầy tớ ta, quyến rũ họ phạm tội tà dâm và ăn của cúng thần tượng. Hai hội thánh này giống nhau, phải không ạ? Hai hội thánh này giống nhau. Một cái hội thánh đó là Ba-la-am quyến rũ để họ ăn của cúng thần tượng và phạm tội tà dâm, thì còn cái Thyatira thì Jezabel, một người nữ xứng mình là tiên tri và quý dụ họ cũng ăn của cúng thần tượng và phạm tội tà dâm. Hai điều này được nhắc cho hai hội thánh và hai hội thánh phạm tội. Trong bảy hội thánh thì hai hội thánh được nhắc đi nhắc lại là phạm tội tà dâm và ăn của cúng thần tượng. Chúng ta thấy điều này. Người nào thắng và giữ các công việc của ta thì sao? Ta đã ban cho thẩm quyền cai trị các nước. Amen. Ta đã ban cho thẩm quyền cai trị các nước. Chúng ta phải thắng. Chúng ta nhớ được những Matthew 25 nói về các ta lâm. Ai bầm lợi các ta lâm thì sao? Chúng ta hãy đầy tớ ngay lần trung tín. Người đã trung tín trong việc nhỏ thì người sẽ trung tín trong việc lớn. Người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ cho người co sóc nhiều. Amen. Ngay trên đất này, chúng ta trung tín trong việc nhỏ, chúng ta có thể sử dụng cái quyền của chúng ta Đức Chúa Trời ban cho, sử dụng cái quyền của chúng ta là mục sư giao phó cho đời sống của mình làm điều gì đó trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta trung tín thì Chúa trung tín trong việc nhỏ nhỏ thôi thì Chúa sẽ cho quay sóc nhiều. Amen. Và chúng ta rằng hãy đến và nhận sự vui mừng của Chúa người. Amen. Hãy đến và nhận sự vui mừng của Chúa người. Người trung tín trong việc nhỏ thì người đó sẽ đến hưởng được cái sự vui mừng của Chúa. Và
và sự vui mừng của chúng ngươi chính là những linh hồn tội nhân trở lại cùng Đức Chúa Trời. Amen. Nhớ đến Hebrew đoạn 2, đoạn 12 câu số 2 đó. Ngài đặt để sự vui mừng trước mặt, chấp nhận thập tự giá và khinh điều sỉ nhục. Nên cái sự vui mừng đó, Chúa Giêsu luôn luôn đặt để trước mặt mình, đó là nhiều linh hồn tội nhân hư mất sẽ trở lại cùng Chúa. Amen. Và chúng ta cũng hưởng được cái sự vui mừng của Chúa ngươi, đó là nhiều linh hồn sẽ trở lại cùng Chúa qua đời sống của mình. Amen. Amen. Và chúng ta sẽ đến một cái hội thánh, đó là sạc đê. Hội thánh này Chúa nói rằng là: vậy con hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe thế nào, rồi giữ vững và ăn năn đi. Nếu con không tỉnh thức, ta sẽ đến với kẻ trộm và con sẽ không thể nào biết cái giờ đó. Cái hội thánh này là một cái hội thánh mà mang tiếng xấu, nhưng mà chết. Mang tiếng là xấu nhưng mà chết. Có phải không? Ta biết công việc của con có tiếng là sống nhưng thực ra là chết. Con có tiếng là sống nhưng thật ra là chết. Như vậy là sao? Con có tiếng sống nhưng thật ra là chết. Tôi nhớ lại một ngày kia tôi đến một cái hội thánh đó. Tôi nói với Thánh Linh là: Thánh Linh ơi, con mai con giảng cho hội thánh con. Bây giờ Chính Chúa cũng bày tỏ cho con để con biết được hội thánh đó như thế nào. Tối hôm đó tôi nằm, tôi đang ngủ thì tôi thấy hội thánh đang nhóm lại thờ phượng Chúa. Thì có khoảng một đoàn người đưa cái quan tài vào giữa hội thánh. Rồi thấy rằng là cái quan tài đó người chết nó bật sống lại. Ồ, có phải hội thánh này tuyệt vời đúng không? Nếu anh chị em thấy cái khải tượng như vậy, anh chị em biết sao? Ồ, hội thánh chắc là đầy quyền năng, là làm cho người chết sống lại phải không? Nhưng mà không phải như vậy. Chúng ta là hội thánh này tuy sống nhưng mà là chết. Bởi vì ngày xưa thật sự con người cũ họ đã chết với Chúa Giêsu rồi, nhưng mà bây giờ họ lại sống lại với con người cũ đó. Họ đồng chết với Chúa Giêsu, đồng chết với Chúa, đồng sống lại với Chúa Giêsu. Bây giờ họ sống lại trong xác thịt chứ không phải sống trong tâm linh. Một người có tiếng sống nhưng mà là chết, có nghĩa là chúng ta có một cái hình thức bề ngoài. Thờ phượng Chúa sống động lắm, nhưng mà bên trong thì là chết. Thờ phượng Chúa rất là sống động, nhưng mà bên trong đó là ô uế. Chúng ta có một cái bề ngoài rất là sống động, rất là mạnh mẽ, nhưng mà nếu bên trong chúng ta thật sự không sống đó là chúng ta làm chết. Quan trọng là cái sự sống bên trong. Amen. Phải không chị em? Sự sống của Đức Thánh Linh bên trong chúng ta chứ không phải là bề ngoài. Bề ngoài chúng ta ra vẻ mục sư, bề ngoài chúng ta ra vẻ một hội thánh rất là tuyệt vời, nhưng mà bên trong thì không có chút sự sống nào của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Chúng ta không đầy dẫy sự sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Chúng ta không được Thánh Linh Thánh nói là cái thằng cậy hai chết sống lại, thì tuy sống nhưng mà là chết. Amen. Trong chúng ta có ai giống như hội thánh sạc đen này không? Có ai giống vậy không? Hãy ăn lên. Amen. Chúng nó hãy ăn lên. Chúng ta không có bề ngoài, chúng ta có không có hình thức bề ngoài. Chúng ta nhớ rằng là hình thức bề ngoài như những người Pharisee, ai có thể hơn họ được, phải không? Bề ngoài họ rất là oai phong, bề ngoài họ là cung kính, bề ngoài họ là công chính. Nhưng mà bên trong thì gì? Chúa phán với họ rằng là bề ngoài như là mồ mả tô trắng, bên trong thì xương cốt khô chết chóc. Chúng ta không có bề ngoài giống như những người phải sinh thành tổng giáo, nhưng mà chúng ta có từ bên trong ra cả bề ngoài. Amen. Sự sống nó đầy tràn, đầy tràn, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn ở trong chúng ta khi chúng ta nói ra là Thánh Linh và quyền phép. Amen. Chúa Giêsu nói ra là Thần Linh và sự sống. Phao-lô nói ra là Thánh Linh và quyền phép. Phi-rơ nói ra là Thánh Linh và quyền phép. Phi-líp nói ra là Thánh Linh và quyền phép. E-tin nói ra là Thánh Linh và quyền phép. Amen. Chúng ta là một cái hội thánh sống, và Chúa Thánh Linh luôn luôn phán dạy. Ngài phán dạy từng hội thánh. Chúng ta thấy Chúa yêu hội thánh không? Chúa rất yêu hội thánh.
Chú khen những cái gì mà hội thánh đã làm. Chú khen, chú khen. Rồi sau đó điều ta trách người. Amen. Hội thánh của Chúa có những cái điều tiếng đó. Và tôi tin chắc rằng trong bảy hội thánh, cái sự phán dạy của thánh linh trong bảy hội thánh này sẽ phán dạy chúng ta. Lời của thánh linh này sẽ phán dạy chúng ta. Và ai có tai mà nghe, hãy nghe lời Đức Thánh Linh của phán dạy. Chúa yêu chúng ta, Chúa mới phán dạy. Và cái lời phán dạy của thánh linh, chúng ta có vâng phục không? Chúng ta có vâng phục cái y quyền của Đức Thánh Linh hay không? Hay là chúng ta dập tắt Đức Thánh Linh? Chúng ta là buồn Thánh Linh của Đức Chúa? Chúng ta không vâng phục Đức Thánh Linh? Có nhiều người Thánh Linh tốt dụng bên trong, bỏ làm điều này, bỏ làm điều kia, nhưng mà không chịu làm. Chúng ta phải vâng phục Đức Thánh Linh. Bởi vì y quyền Đức Thánh Linh trên hội thánh là y quyền vô cùng lớn lao, vô cùng lớn lao. Mà khi mà họ đã vâng phục ý quyền của Thánh Linh Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy là nhiều phép lạ sẽ được xảy ra. Amen. Còn Thánh Phi La Lên Phi thì điều gì xảy ra ở đây? Chúa có muốn hội thánh này giữ được cái ơn mà Chúa ban cho, giữ cái ơn Chúa ban cho. Chúng ta đã biết công việc của các con này, ta đã mở trước mặt các con một cái cửa không ai đóng được, vì con có ít năng lực nhưng mà vẫn giữ lời ta mà không chối danh ta. Này, ta sẽ ban cho con mấy kẻ thuộc về hội đường của Satan, là những kẻ tự xưng là người Do Thái nhưng thực ra không phải, nhưng chúng nói dối. Này, ta đã khiến chúng đến quỳ gối dưới chân của con, và chúng con sẽ biết rằng ta đã yêu con vì con đã bao giữ và kiên nhẫn với ta, nên ta phải gìn giữ con khỏi giờ thử thách, giờ sẽ đến trong khắp thế gian như những người sống trên mặt đất. Tôi thấy cậu thánh Phi La Đen Phi này giống một thánh mua xe của mình đấy. Thấy giống chỗ nào không? Chúng ta phải biết khiến những kẻ thuộc về hội đường của Satan, những người mà thuộc về gọi là hội của Satan đó, những người thờ phượng Satan đó, những người làm công việc của Satan đó, những người đồng bóng, những người phù phép của ngải quái khoa, những con người đó, họ sẽ đến với hội thánh của chúng ta để được giải cứu. Amen. Phải vậy không? Hội thánh của chúng ta là hội thánh giải cứu và chữa lành. Và Chúa nói với chúng ta rằng là hãy giữ cái ơn mà Chúa ban cho nó để giải cứu chữa lành những con người thuộc về Satan. Amen. Thuộc về hội Satan, thuộc về những con người nói về cho Satan. Chúng ta là những con người đó và phải giải cứu. Amen. Phải giải cứu họ. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục làm công việc này, giảm có tâm giải cứu và chữa lành. Chúng ta có làm việc này và tiếp tục giữ cái ơn này, và Chúa sẽ khiến họ đến. Tuy nhiên chúng ta phải đi ra rồi nhé. Đi ra là người ta mới biết người ta chạy đến nha, chứ phải ngồi ở nhà họ chạy đến đâu. Phải vậy không? Khi phi ra đi ra, khi phi tiếp đi ra, quyền năng phép lạ bày tỏ ra thì họ chạy đến. Chúa Giêsu đi ra, họ chạy đến. Amen. Chúng ta có cái ơn cứu này rất là tuyệt vời, nên chúng ta cần phải tiếp tục làm thế nào cái ơn đó gia tăng cái đời sống của chúng ta. Khi chúng ta giải cứu, khi chúng ta chữa lành thì chúng ta mới thấy mình có ơn chứ. Nhưng mình không có đặt ra giải cứu chữa lành làm sao mà thấy cái ơn đó? Phải vậy không? Nên chúng ta nhớ điều này. Ai đang ốm bệnh tật đặt tay chữa lành ngay. Trong những mùa mai, tôi nhớ mùa mai Luca cao 11 ạ. Luca 11 là đúng rồi. Anh phải theo 11. Mát 11. Nói về đức tin dời núi. Đức tin dời núi. Khi chúng ta nói ra, hãy nói cái vòng núi này dời đi, mà lòng không tin người gì hết thì nói đi dời đi. Amen. Nên tại sao Chúa Giêsu nói đi cây vả khô? Chúa Giêsu vỡ cây vả khô. Bởi vì Chúa Giêsu không có nghi ngờ gì hết. Chúa Giêsu tin vào Đức Chúa Trời. Amen. Tin vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Phải vậy không? Amen. Nên khi rồi nói rằng là Chúa cây vả này vỡ qua, bây giờ nó khô từ ngọn đến gốc luôn. Amen. Thì Chúa Giêsu nói sao? Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Amen. Có nghĩa là
Chúa khuyên họ là hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng mà thật sự Chúa nói rằng là hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời, có nghĩa là ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời nơi thẩm phán. Thì nó cô amen. Ta nói với cái bà là bà cô, bởi vì ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Amen. 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 Nên các con cũng hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời, hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì các con sẽ làm được rất là nhiều việc. Amen. Cảm ơn Chúa. Philadelphia rất là tin. Chúa tiếp tục, ai có tai hãy lắng nghe lời của Thánh Linh phán. Amen. Ai có tai hãy lắng nghe lời của Thánh Linh phán. Người nào thắng ta sẽ làm cho họ trở nên côn trùng trong đền thờ của Đức Chúa Trời, và người ta đã chẳng bao giờ ra khỏi đó nữa. Ta sẽ viết trên người dân của Đức Chúa Trời ta và dân của thành phố Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới, gốc ở trên trời, từ Đức Chúa Trời mà xuống, và dân mới của ta. Amen. Cái người này giữ được ơn của Chúa, giữ được chức vụ của Chúa giao cho đời sống của mình, thì Chúa nói rằng là ai thắng, có nghĩa là giữ được cho đến cuối cùng. Amen. Tức là mình không bỏ đi, không mất đi, không bị cướp đi. Amen. Như vậy thì chúng ta trở thành cột trụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời, và danh của thành phố Jerusalem mới được ghi vào, và như nữa danh mới của thánh nữa được ghi vào cho những con người trở thành cột trụ trong nhà của Đức Chúa Trời đó. Amen. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán. Trong bảy hậu thánh của Chúa, Chúa phán dạy với hậu thánh của Chúa nhiều điều rất là tuyệt vời. Họ đã làm tốt và có những khuyết điểm, có những sai phạm, Chúa cảnh báo, Chúa nhắc nhở, và chúng ta hãy lấy đó mà áp dụng cho đời sống của chúng ta. Chúng ta có sai phạm điều gì hãy ăn năn và ra khỏi. Nếu kiếm tình yêu ban đầu hãy ăn năn và ra khỏi. Nếu phạm tội thờ cúng hình tượng, ăn của cúng hình tượng tà dâm, hãy ăn năn và ra khỏi. Nếu chúng ta không giữ được cái chức vụ của chúng ta, không giữ ơn của Đức Chúa Trời, hãy ăn năn và ra khỏi đó. Amen. Hãy thắng hơn tất cả những gì mà Chúa phán tại đây. Amen. Hãy thắng hơn, hãy thắng hơn để được những cái phần thưởng mà Đức Chúa Trời ban cho đời sống của chúng ta. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa quá tuyệt vời phải không? Amen. Này Chúa nói ai có tai hãy lắng nghe lời Đức Thánh Linh phán. Thánh Linh rất quyền năng, Thánh Linh đầy quyền để lãnh đạo hội thánh của Chúa và làm cho hội thánh của Chúa đi ra đầy dẫy quyền năng và quyền lực Satan phải trốn chạy, đến nỗi rằng là hội thánh của Chúa chiếm hữu cả đế quốc La Mã. Amen. Và chúng ta bây giờ nhìn lại Chúa cứu thế Giê-xu của chúng ta, Ngài chính là tập gương. Amen. Thuận phục ý quyền. Amen. Ngài là tấm gương thuận phục ý quyền. Quý bà anh chị em, có một số người đã học cái bài ý quyền và sự thuận phục. Chúa Giê-xu trong Phi-líp đoạn 2 từ câu 5 cho đến câu 11, hãy có đồng tâm tình như đám biết cả đó. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng xem sự bình đẳng mình có Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngài từ bỏ mình đi lấy hành tôi trở nên giống như loài người. Rồi gì nữa? Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Amen. 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 Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúng ta biết rồi, Chúa Giê-xu chính là ngôi lời là Đức Chúa Trời, nhưng mà khi Ngài trở thành người, Ngài là con người thật sự, và có người đó phải nhận lãnh Thánh Linh, phải đầy dẫy Đức Thánh Linh và thuận phục Đức Thánh Linh cho đến chết. Amen. Amen. Chúng ta sinh ra bởi Đức Thánh Linh, đúng không ạ? Chúng ta nếu các người không nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không vào được nước Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta phải nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, có nghĩa là chúng ta tin Chúa Giê-xu mà được bắp lên, được Thánh Linh sanh chúng ta lại, đúng không? Thế chứ sanh bởi xác thịt là xác thịt, thế chứ sanh bởi Thánh Linh là thần. Amen. Như vậy thì chúng ta sanh bởi Đức Thánh Linh, chúng ta nhờ Thánh Linh mà sanh, thì chúng ta phải sống với Đức Thánh Linh. Anh em nhờ Thánh Linh mà sống, hãy bước theo Thánh Linh vậy. Amen. Và bước theo Thánh Linh có nghĩa là chúng ta phải thuận phục Đức Thánh Linh, như Chúa Giê-xu đã vâng phục cho đến chết.
Chúa Giêsu mà con phục cho đến chết, và Ngài hoàn thành xong công việc của Ngài. Ngài hoàn thành xong cái sự cứu rỗi cho nhân loại này và mỗi đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Nếu Chúa Giêsu mà sẵn sàng phục vụ Thánh Linh mà Ngài phục vụ cho đến chết, thì chúng ta là ai mà không phục vụ? Lý do chúng ta đó là chúng ta không có thông công với Đức Thánh Linh, thiếu sự thông công với Đức Thánh Linh, không nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh. Hay là chúng ta ở trong tội lỗi và tội lỗi nó che, nó cản trở những công việc của Thánh Linh ở trên đời sống của chúng ta. Chúa Giêsu nhờ Thánh Linh nên Ngài trở thành vô tội, đúng không ạ? Trong Hebreo đoạn 5 câu số 7 nói rằng là khi sống, Chúa Giêsu những ngày sống trong xác thịt, Ngài cầu nguyện đổ nước mắt ra và đã có quyền cứu mình ra khỏi chết, vì lòng thành kính đã được nhận lại. Khi sống trong xác thịt, Chúa Giêsu phải cầu nguyện, phải khóc lóc với Thánh Linh Đức Chúa Trời để nhờ Thánh Linh trợ giúp, và Ngài trở thành một của lễ thánh khiết. Và đây nó đọc chính câu 14 rằng là huyết của Chúa Giêsu là huyết mà nhờ Thánh Linh đời đời dâng thân thể không tì vết cho Đức Chúa Trời. Như vậy Chúa Giêsu trở thành một thân thể không tì vết cho Đức Chúa Trời, một thân thể hoàn toàn thánh khiết là nhờ Thánh Linh đời đời. Amen. Là nhờ Thánh Linh đời đời. Nhờ Thánh Linh mà Ngài sống thánh khiết, nhờ Thánh Linh Ngài trở thành của lễ không tì vết cho Đức Chúa Trời, để huyết của Chúa Giêsu có hiệu lực muôn phần hơn, rửa sạch lương tâm chúng ta ra khỏi những công việc chết để hầu việc Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta có cần nhờ Thánh Linh như Chúa Giêsu đã nhờ Thánh Linh mà trở thành một của lễ sống và thánh đền lòng Đức Chúa Trời? Đó là sự thờ phượng thả lại của chúng ta. Chúng ta không thể thờ Đức Chúa Trời hàng sống mà bằng một cái của lễ chết, một cái thân thể hay chết được. Nhưng mà chúng ta phải sống lại. Amen. Thánh Linh là cái thân thể hay chết, ta sống lại để chúng ta trở thành một của lễ sống và thánh khiết, đền lòng Đức Chúa Trời, và sự đó là sự thờ phượng thải lễ của chúng ta. Sự thờ phượng thải lễ là của lễ sống và thánh khiết. Amen. Một của lễ sống và thánh khiết thì mới là sự thờ phượng thải lễ. Chúa Giêsu đó là Đức Chúa Trời, là thờ nên ai thờ phượng Ngài phải lấy tâm thật, lẽ thật và thờ phượng. Đây là phương cách thờ phượng. Amen. Nhưng mà sự thờ phượng thải lễ phải là một của lễ sống và thánh khiết. Amen. Nên chúng ta không thể thờ phượng Đức Chúa Trời bằng một cái thân thể sống nhưng mà không có thật, hay là thật sự sống nhưng mà chết, đúng không? Tuy sống nhưng mà chết, bởi vì trong chúng ta đầy dẫy sự chết, làm sao gọi là sống được? Không phải chúng ta sống giống như người ngoài mà đang sống đó, nhưng mà sống nhưng mà chết. Còn đối với chúng ta sống là sống thật sự, sống trong Thánh Linh thật sự, trong dòng sông sự sống của Đức Thánh Linh thực sự, và chính Thánh Linh là sống lại đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Amen. Nên chúng ta phải hiểu được điều này để chúng ta trở thành một của lễ sống và thánh. Bởi vậy thì Chúa Giêsu nhờ cậy Thánh Linh từ bắt đầu sinh ra bởi Đức Thánh Linh và kết thúc cũng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thánh Linh làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Amen. Thì ngày hôm nay chúng ta phải theo gương của Chúa Giêsu, và chúng ta phải sống một đời sống thánh khiết và công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Phi-rơ nhờ cải thánh linh của Chúa, Phi-rơ được cảm động, Phi-rơ giảng bài giảng đăng là người tin Chúa. Nhưng mà cái điều cuối cùng quan trọng ở đây là Phi-rơ giảng thì những người nghe đó là họ bị cáo trách tội lỗi, họ nói rằng chúng tôi phải làm gì, chúng tôi phải làm gì để được cứu. Amen. Rồi khi qua đoạn 3 thì ông bà dân đi vô trong đền thờ, thấy người quỳ từ thở sinh ra, ông ta hãy nhìn xem chúng ta. Cái người kia giơ tay lên tưởng được chút gì, nhưng mà ông nói là ta không có vàng có bạc, nhưng ta có tôi cho ngươi. Hãy nhớ nhân viên Giêsu biết ta sẽ lấy cái tiền của nắm tay người đó, người đó nhảy lên. Amen. Có một ý nguyện mà Thánh Linh ban cho kia rồi. Amen. Ông nhớ nhân viên Giêsu và ông nói bước đi, anh nhảy lên thì người đó nhảy lên và ngợi khen được Chúa Trời. Amen. Cho đến đoạn 10 thì khi rỡ được Thánh Linh phán, được Thánh Linh phán qua sự mặc khải, đúng không? Đến nhà một ngày để giảng. Amen. Thánh Linh phán với Phi-rơ, Thánh Linh phán với Sơ. Được Thánh Linh trong đoạn 8 được Thánh Linh phán với Phi-líp. Nó là thiên sứ đến bảo Phi-líp. Nhưng sau đó là Thánh Linh phán với Phi-líp. Từ
Samari đến chạy theo và vâng cái thiêu bì bóc đen cho ông ta, rồi thánh linh cấp phi đến đi mất thánh linh phán và thánh linh phán đáp án đấy là y miền của đức thánh linh, hoàn toàn là thánh linh phán. Và chúng ta nhớ được sau đó đang đi trên đường đang mất hôm qua Syri để bắt bớ những người tin cậy đó Chúa Giêsu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ông nghe tiếng phán từ trời, hỡi Sa-lơ bắt bớ, và ông nói là Chúa chúng là ai, chúng là ta là Giêsu, ngươi là người đang bắt bớ. Chúa Giêsu hiện ra với Sa-lơ và Chúa Giêsu bảo ông hãy vào trong thành tánh. Và ở đây chúng ta thấy rằng là Chúa thân tình phán với Ananias để cầu nguyện cho sau đó để ông sáng mắt và đầy chảy đức thánh linh. Amen. Ồ, cảm ơn Chúa. Ananias nói chuyện với đức thánh linh, nói chuyện với đức thánh linh và Ananias đã vâng lời đức thánh linh đến cầu nguyện cho sau đó để sau đó sáng mắt và nhận lãnh đức thánh linh. Amen. À, đây là một cái quyền của đức thánh linh. Mà nếu không có Ananias, phải không? À, cầu nguyện cho Sa-lơ làm sao Sa-lơ có thể sáng đó. Và Ananias biết rõ Sa-lơ như thế nào đang cầu nguyện, ông vào đã bắt ông khi nghe cầu nguyện và Ananias đến cầu nguyện cho ông. Và khi cầu nguyện cho ông được sáng đó, ông nhận lãnh đức thánh linh thì ông bắt đầu quay ngược trở lại là giặc phúc âm, bước theo thánh linh của Đức Chúa Trời. Và phải nói rằng là cuộc đời của Sa-lơ trở thành Phao-lô là một nhà truyền giảng phúc âm lừng danh thế giới và mở rất là nhiều hội thánh trên thế giới. Và Phao-lô luôn luôn nhắc nhở hội thánh của Chúa trong những ngày cuối cùng này, Chúa Thánh Linh phán tỏ tường rằng Chúa Thánh Linh luôn luôn phán vào hội thánh. Ngài có ý quyền trên hội thánh, Ngài có ý quyền trên từng cá nhân, Ngài có ý quyền trên từng con người một và ý quyền trên cả hội đồng, ý quyền cả tập thể. Amen. Chúa Thánh Linh có ý quyền vô cùng tuyệt vời. Nên chúng ta nhớ cái câu kinh thánh của cô tôi gì là 13 câu 14, đó là vì sự ân điển của Chúa Thánh Giêsu, tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với hai ngày anh chị em. Amen. Sự giao thông của Đức Thánh Linh có nghĩa là Thánh Linh luôn luôn muốn nói chuyện với chúng ta, Thánh Linh luôn luôn muốn bày tỏ cho chúng ta đây là điểm nổi bật của Đức Thánh Linh. Và Ngài nói chuyện và Ngài phát dạy và Ngài phát, Ngài mặc khải, Ngài bày tỏ, đó là ý miền mà Thánh Linh được Chúa Trời ban cho. Khi những người nhận được cái phán của Chúa thì người ta có đức tin, bởi vì đức tin bởi sự người ta nghe. Thánh Linh phán họ nghe thì họ có đức tin thì họ biết chắc thì họ dám làm phép là xảy ra. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Nói về công vụ các sứ đồ, nói về hội thánh của Chúa thì Thánh Linh phán. Nhưng mà trong lần của Đức thì sao? Thánh Linh cảm động vua Sa-lơ thì Sa-lơ trở nên một người khác bao giờ. Amen. Ông công bố một lời là cả Israel đều hiệp một và đi theo ông. Và ông đánh đập thắng ơn Amalek, thắng trong quân thù. Khi Chúa cảm động Samson thì Samson chỉ cầm một cái hàng lừa và đánh cả hàng ngàn với cái tiên chết. Amen. Thánh Linh cảm động Eli, Thánh Linh cảm động Elise. Xin thần có thầy cảm động của con bộ thân. Amen. Và họ trở nên đầy dẫy quyền năng. Khi Thánh Linh cảm động trên đời sống của họ đầy dẫy quyền năng, và quyền năng đó khi họ công bố ra thì Thánh Linh của Chúa hành động và trở nên khác lại. Amen. Thánh Linh Chúa chỉ cảm động trong thời kỳ cứu ước, nhưng mà trong thời kỳ tân ước là chúng ta được bắt tên trong đức Thánh Linh, là Thánh Linh đầy bên ngoài, Thánh Linh lửa bên trên và Thánh Linh đầy cả bên trong nữa. Amen. Hoàn toàn khác âm điển, hoàn toàn khác với cứu ước. Amen. Khác với luật pháp, luật pháp chỉ cảm động thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta được chìm ngập trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời từ bên ngoài, cả bên trong, cả bên trên. Amen. Mà khi Thánh Linh của Chúa phán dạy chúng ta điều gì thì Ngài nói rằng là các môn đồ đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm việc với họ, xác chứng lời họ bằng những dấu kỳ. Và các bạn xác chứng lời họ bằng những dấu kỳ này, như vậy là Ngài đã đáng toàn năng. Amen. Thánh Linh của Chúa là đáng toàn năng. Thánh Linh ở cùng với chúng ta là Ngài là đáng toàn tại, Ngài ở khắp mọi nơi, ai cầu nguyện chỗ nào, ai công bố điều gì, Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động rất là tuyệt vời, rất là lạ lùng. Và Ngài là đấng
còn tri Ngài biết tất cả mọi sự. Amen. Ngài biết bọn thân Ethiopia đang cần hiểu được Kinh Thánh Ê-sai-ra 3. Amen. Đang cần Tin Chúa, đang cần bắp tên. Ngài biết gia đình cột này đang cần Chúa Giê-xu, đang cần Chúa Giê-xu, sai Kitô đến giảng về Chúa Giê-xu cho họ. Amen. Ngài biết chỗ này, Ngài biết chỗ kia, Ngài biết những người đang cần. Nên Chúa Thánh Linh phán dạy và sai chúng ta đi. Hãy đi, hãy bấm lời, và chúng ta sẽ cứu những con người cần được cứu. Amen. Và Chúa sẽ làm phép lạ. Amen. Khi chúng ta công bố thì Ngài xác chứng lời của chúng ta, và Ngài bày tỏ quyền năng phép lạ của Ngài ra. Amen. Sướng không chị? Quá sướng phải không? Ồ quá tuyệt vời. Chúng ta không làm gì, đi làm mấy chuyện gì, mấy cái chuyện gì lúc chúng ta đi làm nô lệ cho người ta, đi làm phê, làm muốn cho người ta, bị người ta la, người ta chửi, rồi nhiều lúc lại chịu đựng để lấy tiền. Còn công việc rất là lớn lao vô cùng trong thánh thức của Đức Chúa Trời, mà chúng ta không lại không đi làm. Chúng ta chỉ biết rằng ta mới lại đi làm nha. Hãy nói với người cạnh bạn, phải làm chứng về Chúa Giê-xu, phải công bố thì thánh linh sẽ hành động, sẽ làm việc. Amen. 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 Nhưng mà chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta có một phút chúng ta cầu nguyện, xin Chúa tha thứ cho con. Những gì con làm buồn Thánh Linh, con không còn một yêu quyền với Đức Thánh Linh. Xin Chúa tha thứ. Xin Chúa giúp con để con có thể giữ một đời sống thánh khiết nhờ Thánh Linh, như Chúa Giêsu đã trở nên không truyền biết nhờ Thánh Linh. Cho con thành công trong chức vụ, để con rao giảng phúc âm, giải cứu chữa lành bởi sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Hãy nói với Chúa trong điều. Hãy bỏ con người cũ của chúng ta, và chúng ta hãy làm tiếp. Những gì Chúa nhắc trong bài hội thánh, chúng ta có sai phạm, hãy ăn năn đi, và chúng ta phục hồi trở lại, phục hồi trở lại. Hãy làm chứng nhân cho mẹ, hãy làm. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.